Ngày 18 tháng 4, Công an tỉnh Sơn La cho biết Công an huyện Mai Sơn vừa phá thành công vụ án giết người xảy ra tại xã Triềng Sung. Đồng thời, bắt khẩn cấp CL, tên viết tắt, 15 tuổi, và Hoàng Văn Tiến, 18 tuổi, cùng ở xã Triềng Sung, về hành vi giết người. Trước đó khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4, Công an huyện Mai Sơn nhận được tin báo của Công an xã Triềng Sung phát hiện anh QV, tên viết tắt, 17 tuổi, ở xã Triềng Sung, chết chưa rõ nguyên nhân, tại đoạn đường vắng trên địa bàn xã. Phần đầu nạn nhân có nhiều vết thương bất thường nghi vấn do tác động của ngoại lực. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị liên quan phối hợp với Công an huyện Mai Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh ngay trong đêm. Sau 6 giờ truy vết quyết liệt, lực lượng Công an đã xác định được thủ phạm và tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với CL và Hoàng Văn Tiến về hành vi giết người và thu giữ hung khí gây án. Tại cơ quan điều tra, CL và Hoàng Văn Tiến khai nhận có mâu thuẫn từ trước với V. Tối ngày 17 tháng 4, gặp V tại tiệc rượu ở nhà người quen, L và Tiến đã về trước lấy hai con dao, một đoạn gậy sắt rồi phục ở đoạn đường vắng. Khi V đi xe máy một mình về nhà, L và Tiến đã ép đuổi từ phía sau lên, dùng gậy sắt vụt, chân đạp làm V ngã xuống đường. Nạn nhân vừa ngồi dậy liền bị L đạp lăn xuống rãnh, sau đó L, Tiến dùng dao chém, gậy sắt vụt nhiều nhát vào đầu làm V tử vong tại chỗ. Để che giấu hành vi phạm tội, L và Tiến đã kéo nạn nhân lên lề đường, tạo dựng hiện trường giả là V chết do tai nạn giao thông, sau đó cất hung khí, rồi gọi dân bản đến cấp cứu V.